Mình xin chào mọi người đang xem video của mình nha. Bữa nay là ngày đầu tiên mưa và đây là cơn mưa đầu mùa nha, cực kỳ nguy hiểm nha mọi người. Thì mình có làm một cái clip ngắn mình chia sẻ lên cái shop á, là hướng dẫn cho anh em là xử lý khi mà nước mưa nó vào bên trong hồ của mình, đặc biệt là những cái hồ ngoài trời. Thì mình có hướng dẫn cho anh em là thay nước với lại là mình bổ sung thêm muối hột và tetracycline. Nhưng mà cũng có nhiều anh em là không biết là thay nước là mình thay bao nhiêu. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cụ thể ha. Đối với lại cái hồ mà trong nhà giống như của mình á, thì anh em thấy là cái nước mưa nó nhiễu vào nè, tương đối là cũng ít thôi chứ cũng không có nhiều. Thì ở đây thì mình sẽ vệ sinh. Vệ sinh thì mọi người có thể là vệ sinh cái ngăn lắng này thôi, còn cái mấy cái ngăn còn lại nè. Còn ở đây thì mình xài hai cái thùng lọc thì mình không có cần vệ sinh. Còn anh em vệ sinh thì chỉ cần vệ sinh cái thùng lắng thôi hoặc là ngăn lắng ha. Ở đây thì do hồ của mình trong nhà nên là mình sẽ xả ra tầm cỡ khoảng 20% nước của cái lắng này, sau đó mình bổ sung cái nước mới vào. Còn nếu mà hồ của anh em mà hồ ở ngoài trời luôn á, nước mưa nó vào trực tiếp á, thì anh em thay tầm cỡ khoảng 50-60% nha. Anh em nhớ cho mình là khi mà mình thay cái hàm lượng nước nó nhiều như vậy á, là mình bổ sung thêm cái oxy nha, sục cho nó thật là mạnh. Tại vì nước mới vào có khả năng cá nó bị sốc nước nha nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xả cái ngăn này của mình ra tầm cỡ khoảng 30% nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á, thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Đó mọi người thấy không, mình xả bên đây ra nè. Rồi bên đây mình sẽ cho nước vào. Ở dưới đó tối quá thì anh em nhìn không thấy rõ đâu. Sau khi mà mọi người thay nước xong rồi, mình sẽ bổ sung thêm muối hột với lại tetracycline nha. Anh em có thể là cho thêm muối hột không cũng được, khỏi cần tetracycline. Còn nếu mà mọi người kỹ muốn cho cá của mình nó khỏe, nó sung luôn á, thì mình bổ sung thêm trên tetracycline nha. Thì cái liều lượng mình đánh tầm cỡ khoảng 2kg trên một khối thôi. Tại vì cái này mình bổ sung chứ không phải là mình trị bệnh, nên là không có cần đánh nhiều ha. Tetracycline thì mình bổ sung tầm cỡ khoảng 5-6 viên trên một khối thôi, để giúp cho cá mình nó khỏe lên. Đó thì sẵn ở đây thì mưa đầu mùa, mình thì vệ sinh cái ngăn lắng xả nước rồi mình chia sẻ với lại anh em. Để ở nhà nếu mà hồ của anh em ngoài trời thì có thể là tham khảo nha.